gọi là ốc bi. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch Sinh TV ngày hôm nay nữa. Hôm nay thì mình muốn dành cho cả nhà một cái món quà nhỏ nhỏ thôi. Nói chung là mình sẽ cùng với cả nhà hái một ít xoài nha. Nó sau lưng mình là cây xoài rất là nhiều luôn cả nhà. Nhận thấy không, đây là cây xoài của bà cô mình về quê rồi để lại. Đó. Cây này là nói chung là trái nó nhiều lắm cả nhà, một dây của nó tới 15-20 trái vậy đó. Để lát nữa mình hái xuống cho cả nhà cùng xem nha. Giờ mình đi hái xoài thôi cả nhà. Đây, xài mới hái xong quá tươi luôn. Như vậy để ăn cho vui miệng thôi, quá trời im luôn. Cái này bị gì ta, chắc là bị tét hư hết ít rồi. Xoài này làm gỏi tới luôn, gỏi ăn chấm mắm đường ha, ngon luôn. Ốc này tự tay bắt luôn nha cả nhà. Ốc xào sả ớt nha. Tại đây luôn. Đây là ốc nón nè cả nhà. Đó, ốc này ốc nón nè. Còn đây là ốc mặt trăng. Ốc này là ốc mặt trăng. Còn gọi là ốc bi. Này là ốc sông kinh. Ai theo dõi kênh mình sẽ biết được ốc này là ốc sông kinh nha. Con chúc á, này gọi là con chúc, ngon lắm á, quá trời ngon. Trời ơi, im cái nhà. Quá gì lại là ăn rồi. Cái nhà mình vừa mới hái xài xong, bây giờ mình sẽ đi hái một ít lăng để mà mình ăn với ốc nè, với lại ăn với xoài nha. Thì chắc có chiều nay mình sẽ làm gỏi xoài mình ăn nha cả nhà. Giờ mình hái ít linh đăng đi ha. Cái loại lá này ăn vô dễ ngủ lắm. Đó, với lại nghe nói là nó mát.
cho cơ thể rồi thì mình nghe vậy thôi. Sẽ hái mấy cái lá non non cả nhà. Cái mới ra của nó rất ăn ngon nha, chứ còn cái lá này nó già rồi. Già ăn thì không ngon nữa. Nhìn nó tự tự như ngò rí ha. Chua chị, tại em hái về để làm xoài, để ngâm gỏi á. Làm gỏi ăn chứ ngon. Chắc ăn trộn với cá chứ gì. Đây là cây mai của ba mình nha. Đây là cây mai. Đây là cây mai này cả nhà. Đây là cây mai. Còn đây là cây đây là lá, cái đây là càng cua nha, rau càng cua. Rau cua. Cái này là ba mình mua hột về rải lên á. Cua nhiều lắm. Nè, chỗ nào cũng có càng cua hết trơn. Thấy chưa? Chỗ nào cũng có càng cua hết. Đinh lăng nè. Giờ mình hái mấy cái đọt non này ăn mới ngon cả nhà. Cái đọt này cũng ngon nè. Ăn dễ ngủ lắm. Cái này cũng giống như một vị thuốc vậy cả nhà, nó giống như một vị thuốc ăn dễ dễ ngủ. Còn cái cây này là cái cây sâm nha, đây là cây sâm nha cả nhà. Không biết cây này là tên khác nó tên gì mình không biết, nhưng mà mình nghe nói là đây là một cái lá sâm á, làm canh rất là mát luôn, ăn rất là ngon, nó không có đắng, không có vừa vị với cả nhà, ngon cái lá nè. Rồi cả nhà, hôm nay thì mình có đem một ít ốc qua chỗ nhà ông anh mình để làm rai rai với anh mình nha. Đây là mồi bén luôn á. Anh mình đang làm thêm nước chấm để ăn với thịt phong anh. Làm thêm với nước chấm nữa, rai rai với ông anh mình. Món này mà nhậu với rượu nha là phần ngon nhất luôn cả nhà, với bia nữa. Quá trời im luôn.
Cứ kêu quá nha, kêu quá nha. Em với nó vậy thôi. Cãi vậy đó. Dạ. Nghe tin xin em bán không? Lo lắng rồi. Cả một buổi tối nha. Mà lên bệnh viện là trước một tuần luôn đó. Nhưng phải đâu đẻ mà vừa lên là đẻ liền đâu. Trước một tuần luôn á. Đưa ở dưới bệnh viện trước một tuần luôn đó. Rồi chụp viện á. Mà khi mà đẻ đâu đẻ nha là phải mất hết 12 tiếng đồng hồ đó. Mới đưa vô phòng phòng xanh á. Thằng nó khó rồi nè. Khó rồi. Anh đi làm nhanh lắm. Nói dễ lắm. Mình làm cho em thêm kiến thức mới nè. Cũng gì nó gọn này nó đẹp luôn. Gọn đẹp luôn. Cho em xin anh cuốn tiếp nè. Đây là ông anh ông cuốn tặng mình ở nhà. Giờ mình mời cả nhà nha. Còn nay anh em ông anh mình cũng cũng vui. Tại vì ảnh coi em giờ ảnh vừa mới sinh bé đó. Giờ mình mời cả nhà nha. Thưởng thức cho mình cái món bánh tráng cuốn của anh nha. Chén trứng nè. Như lại ốc mình đem qua phụ anh đó nè. Quá đã, quá đã. Mà ngon luôn. Còn còn gì bằng đến lại. Quá ngon. Này làm gì cứu ăn tới. Mà cái nhà ăn này mình không chấm vô đâu. Tại vì nó đã thấm gia vị rồi. Ốc này nè. Đúng bài đó. Đúng bài. Anh định mừng quá anh quên. Mừng quá quên. Mừng quá quên anh nè. Mình chúc mừng anh nha. Dạ. Cái đó. Mình mời cái nhà luôn nha. Mừng cũng anh mình. Quá đã luôn rồi nè. Ngon. Này mình đâm ớt để ăn và trái xoài mới hái trên cây ở nhà. Ăn cho đã nha. Giờ mình mới mua một ít rau răm về nè cả nhà. Rau răm với lại rau thơm để mình lặt với sẽ trộn gỏi nha. Trộn gỏi với ốc nha. Ốc này là mình đã rửa qua muối rồi cả nhà. Ốc không quanh bắt nè. Đây là ốc sông Kinh nha cả nhà. Đây là ốc sông Kinh nè. Ai đã từng theo dõi kênh của Sinh thì sẽ biết được cái loại ốc này nha. Con này đồng chút nha. Ăn nó dai dai ngon lắm, nhiều chất dinh dưỡng. Còn đây là ốc nón. Nó như cái nón vậy đó. Đây. Đây mình đang gọt xài nha, đây xài sống nha cả nhà. Để mình bóp gỏi nha. À, xài sống nha. Xài mới hái hồi trưa đó. Chúng tôi sẽ xắt cái này ra để bỏ. Còn đây nước mắm. Mắm gỏi, mắm này để trộn gỏi với lại thêm chút đậu phộng vô nữa. À, ngon lành luôn. Bây giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái món ốc gỏi
làm với xoài này nha cả nhà, để xem thịt nó ngon như nào nha. Mình cảm nhận là nó dai dai, với lại thịt nó ngọt cả nhà, chua chua. Xoài thì nó hơi chín chút nha, tại vì mùa này xoài thì gần chín rồi cả nhà. Quá trời ngon luôn cả nhà ơi, chịu vừa nổi. Còn gì bằng nữa cả nhà ơi, chịu không nổi. Ngon quá, còn đã quá nhà ơi. Trời ơi, chua chua ngọt ngọt. Kèm thêm miếng đó. Trời ơi, trời ơi, đã. Ớt xanh nè, xanh ngon. Đôi chén. Kèm thêm miếng đậu thơm. Này ốc nó quá trời ngon luôn cả nhà ơi, đã quá. Ốc mặt trăng với lại ốc nón rồi ốc sông kinh nha nhà, là con trúc biển, trời ơi, nó ngon luôn. Trộn trộn lên đây, ngon không? Ăn gấp gì nè, gấp xéo gì lên nhỉ. Mình ăn cái này xong á là mình làm một cái món mì mực nha cả nhà. Chứ ăn này vô mà không ăn cái gì thêm vô, không ăn cơm mà ăn mì á sốt một lúc. Cái này mình làm cho cả nhà biết được cái hương vị, chung là cái độ ngon của nó như nào cả nhà. Rồi nói chung ngon cả nhà ơi, thịt nó dai, ốc nó dai dai mà ngon. Bây giờ mình ăn thêm cái miếng mì với mực tươi nha cả nhà. Mực này thì ông anh mình ổng đi ngoài biển á, vô tặng cho mình một ít. Vẫn còn tươi luôn và sạch và ngon luôn cả nhà. Nãy mình ăn gỏi chưa có no. Bây giờ mình mời cả nhà thưởng thức với mình tiếp cái món mì mực tươi này nha.
Bây giờ mình mời cả nhà cùng ăn thử một con mực tươi này nha cả nhà. Mực này không có trứng đâu nha. Mực này thì mình mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Rồi nhìn nó ngon mà nó, chúng mình đã ăn rất là nhiều rồi. Giờ ngày hôm nay thì mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Chấm vô đây một miếng, ăn cả cho đã coi. Ồ. Ồ, ngon quá cả nhà ơi, thịt mực, cái thịt của nó ngọt ngọt. Quá trời ngon. Mực này mực trứng nè, bao ngon luôn. Mùa này không có mực trứng ở nhà, lần sau có mực trứng đi rồi mình sẽ làm một cái clip riêng để dành tặng đến cả nhà về mực trứng nha. Mùa này không có nhiều. Cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi kênh ẩm thực và Du lịch Sinh TV. Hẹn gặp lại cả nhà vào những cái clip hấp dẫn hơn, ẩm thực ngon hơn nha. Bye bye.